một cái ưu đãi cực kỳ là khủng cho những khách hàng ở trên kênh YouTube của Uyên ha, được thương lượng mạnh. Lại là một cái ngôi biệt thự rất đẹp, rất hoành tráng trên kênh YouTube của Uyên. Thì hôm nay Uyên sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị mình một cái sản phẩm bất động sản rất đẹp, tọa lạc tại trong khu biệt thự cao cấp chuẩn 5 sao của chị ha. Đó, đây quý chị có thể nhìn thấy nè. Một cái khu dân cư rất là nhiều căn biệt thự như thế này ha. Đó, thì vị trí này nó tọa lạc tại rất là gần con sông, là sông Thị Tính. Nó cách đây mình một con đường ở đằng kia nữa thôi. Tí nữa lên lầu thì Uyên sẽ cho cô chú chị mình coi rõ ha. Đó, thì ở phía sau trước nhà thì là sông nè. Rồi phía sau nhà thì lại là ở một cái hồ trong nội khu thôi. Một cái hồ rộng đến 3 hectare, cực kỳ là mát trong một cái không gian như thế này. Đường xá thì rộng rãi khoảng chừng tầm 8 tới 9 mét ha. Hai xe tải đi lại thoải mái luôn. Cây xanh rất là nhiều, vỉa hè như thế này. Đó, thì đây chính là cái sản phẩm ngôi biệt thự nhà vườn rất là đẹp Uyên sẽ giới thiệu cho cô chú chị ngày hôm nay. Hứa hẹn là sẽ có một cái mức giá cực kỳ tốt, và Uyên bảo đảm là sẽ tốt nhất trong toàn thể cái khu hơn 100 ngôi biệt thự này. Thì đây là cái ngôi biệt thự mà có cái mức giá tốt nhất ha. Bây giờ mời quý cô chú chị hãy cùng Uyên tiến vào phía trong để khám phá ha. Đây, khu vực chỗ này thì sẽ là khu vực để có thể là đi xe ô tô và xe máy lên nè. Bên kia thì sẽ là vỉa hè. Gia chủ có trồng thêm hai cây dừa lùn ha, nhìn rất là dễ thương nè. Đó, khu vực này thì là khu vực cổng nè. Có khu vực cổng chính và bên kia là cổng phụ ha. Là một cổng sắt cũng khá là cao, kiên cố. Rồi bây giờ mình cùng tiến vào trong khu vực sân. Sân nhà thì mình thấy là gia chủ lát một cái màu gạch màu xám xám nhạt nhạt. Đó, nó màu nhám như vậy nè. Thì đi lại nó sẽ không có bị trơn trượt ha. Thì phía bên kia gia chủ mình sẽ làm một cái không gian là gara để xe chú chị ha. Là một cái mái che như vậy. Thì có thể là để xe hơi, để xe máy thoải mái ha. Khu vực chỗ này thì gia chủ còn có để một cái bộ bàn để đánh bóng bàn nè. Đó, cô chú chị nào mà thích đánh bóng bàn, tập thể dục thể thao thì có thể là buổi sáng mình ở khu vực này mình đánh bóng bàn ha. Đó, có thể làm luôn khu vực sân phơi nữa ha. Đó, một cái không gian mình thấy là khá là rộng. Chỗ này thì để được một chiếc xe hơi, hoặc là nếu mà để gọn gọn thì chắc là để được hai chiếc bốn chỗ nhỏ nhỏ, và để được xe máy rất là nhiều ha, khu vực chỗ này. Rồi đây thì sẽ là cái không gian sân rất rộng rãi nhá. Trong đây để được ô tô, ngoài đây cũng để được ha. Hoặc là có khách đến nhà chơi để ngoài đường cũng được. Đây là một cái khu mà như anh nói, biệt thự cao cấp chuẩn 5 sao và đã được compound hết rồi. Nên là có bảo vệ 24/24, cực kỳ là an ninh ha. Đó, rồi bên này thì mình sẽ có một cái hòn non bộ cũng như là tiểu cảnh rất đẹp ở đây. Đó, chạy dài từ góc này sang dưới bên kia luôn ha. Ở dưới này thì cá coi rất là nhiều, quý chị có thể nhìn thấy ha, nước rất là trong nè. Nước trong và rất là đẹp luôn. Đó, những cái buổi sáng nè, hoặc là buổi chiều đi, chẳng hạn như tầm giờ này là 5 giờ chiều, thì cô chú anh chị mình có thể là về đây thư giãn, ngắm cảnh, uống một ly trà chẳng hạn, hoặc là tập thể dục nhẹ nhẹ ở trong khuôn viên sân nhà mình. Đó, thoải mái ha. Có thể là khu vực này thấy là phù hợp để cho các cô chú anh chị nào mà muốn nghỉ dưỡng nè, muốn gọi là refresh lại cái cuộc sống của mình, thì đây sẽ là một cái nơi mà mình nghĩ rất là yên bình và thật sự là tuyệt vời ha. Đó, bên này thì sẽ là cái không gian của một cái trời mát, làm cũng khá là cao thoáng. Những cái trụ này thì là bê tông dạ gỗ của chú chị ha. Một bộ bàn ghế gỗ ở đây. Đó, cái này thì các anh trong những cái buổi cuối năm hoặc là những ngày cuối tuần, mình có thể là ngồi đây ăn uống, hoặc là có những cái cuộc nhậu vui vẻ với lại những cái người bạn bè hoặc là họ hàng thì sẽ rất tuyệt vời ha. Bên trên thì cũng được lợp mái ngói luôn. Đó, rồi phía sau đây thì mình thấy là mình sẽ có một cái không gian nhỏ nhỏ ở khu vực chỗ này để một cái có một cái cây sơ ri ở đây rất là đẹp nè. Đó, sau đây thì sẽ là không gian của nhà vệ sinh của chú chị ha. Đó, nhiều khi khách tới nhà chơi thì vô trong cái chòi này chơi rồi mình sẽ đi vệ sinh trong đây luôn ha, không cần phải vô nhà, bất tiện. Đó, ngay trong đây có vệ sinh luôn, rất là tiện lợi. Rồi đây thì sẽ là cái khu vực đường luồng á, xung quanh của căn biệt thự. Chỗ này thì người ta đang để trống thôi. À, không gian chỗ này thì
Uyên nghĩ là gia chủ họ làm một cái phòng karaoke, cô chú anh chị ạ, là một cái phòng karaoke đó, nên là hiện tại là đang hơi tối một chút xíu, tại vì là không biết bật đèn ở chỗ nào cả. Gia chủ thì họ cũng đã chuyển đi rồi, không còn sử dụng cái sản phẩm bất động sản này nữa, nên là hiện tại là đang cho một người em ở để có thể là vừa coi nhà vừa chăm sóc ha. Rồi đây, bên này thì sẽ là không gian cửa phụ của chú chị nhé, hướng một phía bếp kìa. Bây giờ mình cùng đi ra phía đằng trước đây để có thể là tiến vào bên trong theo cái đường đằng trước để cô chú chị mình có thể là dễ hình dung hơn ha. Đó, chỗ này cũng sẽ có những cái bụi cây hoa hồng nè. Nhưng mà hiện tại là tại vì là không có chăm sóc đầy đủ á, nên là nó hơi bị héo một chút xíu, rất là tiếc luôn. Đó, hai bên thì sẽ là hai cái không gian bồn cây rất là lớn nè để trồng ha. Rồi bây giờ mình cùng tiến vào phía bên trong nhà. Đây, lên bậc tăng cấp thì mình sẽ thấy một cái mái hiên ở trên này. Gia chủ họ làm cái màu sơn giả đá nhìn nó cũng rất là đẹp nè. Đó, bên trong nhà thì có cái tông màu chính là tông màu nâu và tông màu trắng, cực kỳ là sang trọng và thiết kế nó hài hòa với một cái phong cách là phong cách hiện đại của chú chị nhé. Đó, đây là phần chiếu nghệ của ngôi nhà ha. Rồi mình cùng vô trong nè. Gia chủ không sử dụng cửa gỗ hay là cửa nhôm, gia chủ sử dụng toàn bộ là hệ thống cửa trước là cửa kính hết ha, tạo cho ngôi nhà có cái sự thoáng hơn nè. Khi đóng cửa thì cũng sẽ không có bị hầm bí và tối tăm ha. Đó, xung quanh thì gia chủ sắm hết hệ thống rèm luôn, một cái tông màu xám nhẹ nhàng. Đây, đây sẽ là không gian phòng khách, có cái chỗ khu vực này là Uyên nghĩ là để tủ cái tivi này. Sắm một cái tivi siêu lớn ở đây, chắc là 100 inch chắc là cũng vừa luôn á. Rất là lớn ha. Đó, rồi bên này thì mình sẽ có thể là làm một cái không gian để có thể là để một cái bộ sofa ở đây chẳng hạn. Đó, mình coi tivi, mình hướng mắt về phía này ngắm cảnh ở phía ngoài ha. Đó. Được một cái hay là gia chủ họ không xây kín hết ha, họ để xung quanh đều là những cái kiến như vậy nè. Đó nên là mình cảm giác như là cái ngôi nhà của mình nó sẽ thoáng hơn á. Đó, bên này cũng có sẽ có cửa kính luôn nè. Thì bên đây thì sẽ là một bộ sofa đi. Bên này mình sẽ có một cái không gian để sinh hoạt chung chẳng hạn, cho con cái có thể là chơi đùa quay quần ở khu vực này thì mình thấy cũng rất là phù hợp ha. Phía trên trần thì gia chủ cũng làm một cái phong cách hiện đại thôi, nhẹ nhàng ha. Đó, không phải là quá cầu kỳ cổ điển nhưng mà làm một cái phong cách hiện đại vô cùng. Đó. Rồi, cách một cái tách đứng ở đây thì mình sẽ ra không gian ở phía sau là không gian của nhà bếp của chúng chị ha. Dạ không sao đâu chị, em quay sơ sơ thôi à. Đây, thì đây là không gian của phòng bếp đó. Quý chị hãy nhìn thấy là tủ bếp trên, tủ bếp dưới rất là nhiều, rất là cao như thế này. Đó, gọn gàng, sạch sẽ, rộng rãi như thế này. Đó, khu vực này thì anh nghĩ là gia chủ mình có thể là thiết kế một cái bộ bàn ăn ở đây. Rất là thuận tiện luôn. Có thể là từ bếp ra đây làm khu vực bàn ăn. Đó, hoặc là ngồi đây thì có thể là ngắm ra phía ngoài. Khu vực cửa phụ này, có trời mát và cây sơ ri ha. Đó. Rồi, bây giờ cùng ra phía sau của chú anh chị nhé. Đây sẽ là khu vực cầu thang nè. Rồi. Ở phía này thì mình sẽ có một cái phòng ngủ. Đây, không gian phòng ngủ nè, cô chú thấy không ạ? Một cái phòng ngủ nhỏ nhỏ, xinh xinh vừa phải, ở dưới có cái phần cửa bên kia để hướng ra phía ngoài sân. Đó, phòng ngủ vừa phải. Cái này thì cô chú anh chị mình về mình hoàn toàn là có thể thiết kế lại cũng như trang trí lại cho nó đẹp hơn ha. Đó, hiện tại là như em chia sẻ đó, gia chủ đang cho người em có thể là ở để coi nhà thôi, nên là cũng không có quá nhiều vật trang trí nội thất đâu. Đó, khu vực chỗ này thì có một cái phòng ngủ nhỏ nữa ở đây, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi cô chú anh chị ha, có cửa sổ ở phía trên kia. Đó, khu vực này là cái cửa để có thể là hướng ra cái gara ô tô hồi nãy cô chú anh chị nhé. Có cái cây vú sữa ở ngoài kìa, đó, đang tưới cây kìa. Đó, rồi bên này thì sẽ là một cái không gian của nhà vệ sinh. Đây, nhà vệ sinh, hai nhà vệ sinh luôn ha. Thì theo như Uyên đoán á, thì cái chỗ hồi nãy mà chú chị với Uyên cùng đi mà tối tối á, là cái phòng karaoke thì nó sẽ nằm ở đằng sau của cái nhà vệ sinh này. Đó, nó sẽ là ở phía sau, còn phía trước này thì sẽ là xây cái này. Thì nếu như cô chú anh chị nào mà mình gọi là mình về mình muốn thiết kế lại á, thì mình có thể là mình phá không gian chỗ này đi, không sử dụng cái phòng karaoke kia, mình làm thẳng đây một cái đường đi và mình thiết kế thêm tiểu cảnh nữa cũng được. Hai bên hai cái tiểu cảnh thì nó cũng sẽ rất đẹp nhé. Đó. Nhưng mà nếu mà cô chú chị nào mình muốn là nhà có nhiều phòng và không muốn sửa chữa quá nhiều thì anh nghĩ hoàn toàn là có thể vẫn sử dụng theo cái kết cấu này được ha. Đó. Rồi bây giờ mời quý chị cùng mình đi lên phía bên trên để tiếp tục khám phá ha. Đây, cầu thang thì gia chủ cũng làm một phong cách hiện đại thôi. Tay vịn gỗ nè, rồi kính cường lực ha. Sàn được làm bằng đá hoa cương luôn. Một cái hay mà mình thấy hay nha, gia chủ họ rất tinh tế nha. Họ làm cái đường cầu thang nè, có những cái viền như này cô chú chị nè. Đó, thì cái này thì giúp cho mình đi lại nó đỡ bị trơn trượt á, đi nó hơi cấn cấn cái chân một xíu, nhưng mà thật sự là khi mà buổi tối á, hoặc là nhà mình có người già hoặc con nít á, đi nó sẽ rất là an toàn. Đi review chắc khoảng chừng tầm trên dưới 200 căn nhà rồi, nhưng mà căn nhà đầu tiên có thiết kế như thế này, thật sự là một cái
sự tinh tế của gia chủ ha. Đó, không gian chỗ này thì Uyên nghĩ là nó sẽ là một không gian sinh hoạt chung thôi, nhưng mà hiện tại là vì gia chủ không có tiện leo cầu thang nhiều nên là đưa bàn thờ xuống đây để đỡ khu vực này của chúng chị nhé. Đó, bên đây thì mình cũng sẽ có một cái ban công này của chúng chị ơi. Đó, một ban công ở phía này ha. Đó, khu vực chỗ này đáng lẽ ra là phải làm không gian sinh hoạt chung, nhưng mà tại vì là gia chủ không còn ở đây nữa nên là có di dời đồ xuống, đồ đạc ở trên phòng thờ xuống cho tiện. Đó, đây không gian nhìn ra từ ban công này rất xanh của chúng chị nhé, rất xanh, rất mát, rất là chill luôn ha. Rồi bây giờ mình cùng đi vô phía trong tiếp tục khám phá ha. Đó, hiện tại thì cho một gia đình của người em của gia chủ ở lại á, nên là hiện tại là cũng hơi ít người, có hai vợ chồng với một em bé nên là chỉ ở khu vực ở dưới thôi, không ở trên này. Đó, đây là một căn phòng ngủ tiếp tục, cũng rất là rộng rãi nè, hai bên thì sẽ có hai cửa sổ luôn, rất là sáng, rất là thoáng. Có một cái phần ban công như thế này của chúng chị này. Đó, đây khu vực ban công đây, tương đối là rộng rãi, nhìn ra view ở phía trước của chúng chị nhé. Đây, xung quanh toàn bộ đều là biệt thự hết ha. Đó, rồi tiếp tục từ ngay cầu thang đi lên này, mình sẽ có một căn phòng ở đây. Trước tiên thì sẽ có một cái nhà vệ sinh ngay khu vực này ha. Đó, đây sẽ là cái phòng ngủ tiếp theo cho ngôi nhà này. Từ nãy đến giờ là mình đã khám phá bốn cái phòng ngủ của chúng chị ha. Đó, một cái phòng ngủ tương đối vừa phải, có cửa sổ, hai cửa sổ hai bên ha. Thiết kế này thì mình thấy là để được tủ quần áo nè, để được giường, để được bàn trang điểm, thoải mái luôn, vẫn còn trống không gian chỗ này ha. Đó, rồi phòng ngủ thứ tư, giờ mình sẽ khám phá phòng ngủ thứ năm của chúng chị nhé. Phòng ngủ thứ năm này thì theo như Uyên nghĩ đây sẽ là cái phòng ngủ master, nó sẽ rộng hơn nè, để được nhiều đồ hơn, có không gian cửa sổ nè, và đặc biệt là sẽ có nhà vệ sinh ở phía bên trong của chúng chị nhé. Đó, không gian thay đồ, tủ đồ, và đây sẽ là cái phòng vệ sinh ở bên trong của phòng ngủ master. Rất là tiếc là hiện tại là gia chủ đã dọn đi rồi, không có thể nào show hết được cái vẻ đẹp của ngôi nhà cho quý anh chị. Nhưng mà khi mà cô chú anh chị mình về á, mình có thể là làm lại nội thất thì mình nghĩ là nó sẽ rất tuyệt vời ha. Rồi bây giờ mình đã khám phá xong không gian tầng 1 và tầng 2, bây giờ mình cùng tiếp tục đi lên trên phía trên để khám phá tiếp xem là bên trên gia chủ thiết kế như thế nào của chú anh chị nhé. Đó, phía này thì gia chủ cũng làm mà hai cửa sổ này, nên là không gian cầu thang của mình cũng khá là sáng, không có cần là phải bật đèn quá nhiều ha. Rồi ở trên này thì mình sẽ có gì? Từ cầu thang đi lên, mình rẽ qua bên này thì sẽ là cái không gian mà Uyên nghĩ là gia chủ sử dụng để làm một cái không gian giặt đồ thôi. Không gian của phòng giặt, có thể để được máy giặt nè, có thể để được máy sấy. Ở chỗ này thì mình có thể là để một cái, chỗ này mình có thể để một cái bàn ủi đồ chẳng hạn. Đó, không gian chỗ này ha. Rồi ở đây sẽ có thêm một không gian là không gian phòng thờ của chúng chị ạ. Rất là sáng luôn, xung quanh đều là cửa hết ha, cực kỳ là thoáng. Chỗ này thì sẽ để một cái tủ thờ ở đây được ha, để hướng ra phía ban công. Đó, rồi đây, đây chính là cái không gian ban công mà rất là rộng, rất là đẹp luôn, nhìn ra được toàn cảnh của khu vực này. Cô chú chị mình có thể là đứng ở đây và hướng mắt ra đằng kia thì mình sẽ thấy con sông Thị Tấn của chú chị nhé. Đó, cái dự án này thì nó nằm tọa lạc ngay ven sông luôn, ôm theo con sông Thị Tấn. Mình có thể nhìn qua, cameraman zoom lên một xíu cho chú chị thấy cái dòng nước ở bên kia. Đó, dòng nước đang chảy lặng lẽ, mình có thể nhìn xuyên qua tán lá đó. Thì của mình là sẽ là sẹt hai nha, sẹt hai của bờ sông ha. Đó, xung quanh này những ngôi nhà biệt thự rất là nhiều, không gian ban công cực kỳ là mát và thoáng. Chỗ này thì cô chú anh chị mình về đây có thể là trồng thêm hoa lan, trồng thêm cây, thêm hoa, làm một cái vườn rau trên này cũng được ha, rất là tuyệt vời luôn. Khu vực bên này thì bên thấy là mình sẽ có thêm một cái chỗ nữa là một cái chỗ tầng kho. Ở trên này thì mình thấy có một cái không gian đó là không gian của nhà kho trên tầng áp mái này, cũng rất là thấp thôi ha. Đó, kho này, đó, vừa vừa nhỏ nhỏ thôi, có thể là để đồ được lên trên đây hay cho nó gọn gàng ngôi nhà của mình. Và phía này mình sẽ có luôn một cái không gian nữa, đó là gì đây ạ? Không gian của một cái sân phơi gia chủ cũng làm bên trên, là có tấm mica nè, không có sợ là mưa ướt ha. Đó, phía sau kia thì chính là cái hồ trong nội khu chúng chị nhé. Phía sau của mấy cái dãy biệt thự này đi thêm hai dãy nữa thì sẽ là cái hồ. Đây là không gian ở trong cái khu này á, thời tiết khí hậu gió nó điều hòa rất là tốt. Toàn bộ đây là những căn biệt thự khoảng chừng tầm trên dưới 100 căn.
Đó, thì khu vực này mình thấy là toàn là những người chủ doanh nghiệp nè, những người mà gọi là đại gia ở trong khu vực này. Đó, về đây sinh sống nên là mình có một cái môi trường sống rất là văn minh, rất là yên tĩnh, rất là thoải mái của chúng chị ha. Cây xanh rất là nhiều như thế này. Đó, dọc đây là nguyên một cái dãy biệt thự rất là đẹp luôn. Từ vị trí này của chúng chị mình kết nối ra ngay cái khu vực đường quốc lộ 13, chỉ khoảng chừng tầm 3 km thôi, rất là gần ha. Đó, thì ngay khu vực ngay gần quốc lộ 13 đó thì mình sẽ có một cái trường đại học quốc tế rất là lớn, là trường đại học Việt Đức của chúng chị nhé. Siêu siêu lớn luôn. Đó, con cái của mình thì có thể là về đây học hành tại ngay cái ngôi trường đấy luôn ha. Đó, rồi mọi tiện ích ví dụ như là quán ăn nè, rồi nhà thờ nè, bệnh viện nè, rồi trung tâm thương mại nè, chợ nè thì đều ở trong vòng khu vực này, bán kính từ 2 cho tới 4 km là mình đã kết nối được hết rồi. Rồi các tuyến đường mà xung quanh đây là có gì đây ạ? Là có tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn nè, có tuyến đường quốc lộ 13 nè, vành đai 4 nè. Đó, nói chung là toàn bộ những cái tuyến đường lớn và trọng yếu của khu vực Bình Dương thì đều tập trung quanh quanh khu vực nhà mình thôi ha. Thì căn biệt thự này tọa lạc tại trong khu biệt thự đẳng cấp 5 sao tên là Westernland của chúng chị nhé. Đó, thì một khu biệt thự đẳng cấp như thế này, toàn bộ những cái căn biệt thự trong này Uyên quay khoảng chừng tầm 4 đến 5 căn rồi, không có một căn nào giá dưới 10 tỷ đâu cô chú anh chị ạ, toàn là tầm 12, 13, 15, 18 tỷ thôi. Nhưng mà căn biệt thự này có một cái mức giá không thể tưởng tượng được là bao nhiêu đây cô chú anh chị, chỉ có là 8 tỷ rưỡi và còn thương lượng mạnh cô chú anh chị nhé, thương lượng rất mạnh đó. Như quý cô chú anh chị mình đã biết thì sắp tới đây Bình Dương sẽ có thành phố thứ năm, đó là thành phố Bến Cát của chú anh chị nhé. Thì cái khu biệt thự cao cấp này tọa lạc tại phường Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương ha, sắp tới sẽ được lên từ thị xã lên một loại nữa, đó là lên thành phố đó, nên là sẽ hứa hẹn là sẽ phát triển rất là nhiều trong tương lai đó. Với một cái mức giá là bao nhiêu, 8 tỷ rưỡi và có thể sở hữu được một căn biệt thự với cái diện tích là chiều ngang là 18m rưỡi, chiều dài sẽ là 23m rưỡi và nở hậu ra là 20m của chúng chị nhé. Đó, tổng diện tích là 454m2 và trong đó thì đã có sổ hồng riêng và thổ cư hết rồi, nên là mình cứ hoàn toàn là yên tâm về pháp lý của chúng chị nhé. Đó, thì quý chị nào mà cảm thấy đây là một cái sản phẩm phù hợp với lại cái yêu cầu của mình và gia đình thì hãy nhanh tay liên hệ với Uyên qua số điện thoại trên góc trái màn hình để được nhận thêm thông tin chi tiết. Cũng như là đến đây có thể là trực tiếp khám phá cũng như là trải nghiệm của chúng chị nhé. Kim Bất Động Sản xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo.